Cái sai lầm khi mà sketching đầu tiên đó là các bạn rất là hay di đi di lại một cái nét. Cái này thì nó gần như là lỗi quốc dân luôn rồi, hầu như ai khi mới bắt đầu vẽ cũng mắc phải. Có thể là do các bạn vẽ quá là nhanh cho nên muốn tay di chuyển liên tục. Nhưng mà thông thường thì các bạn có thể cố gắng kiểm soát nó một chút và cố gắng chỉ vẽ một đường để mà diễn tả cái đối tượng mình định vẽ. Khi mà vẽ quá nhiều nét ấy thì nó sẽ hơi bị rối mắt một chút. Và có thể là nhìn nó hợp lý, nhưng mà giả sử như các bạn thử đẩy cái bức này đi sau đó thì lai lại chẳng hạn, thì nhìn nó chắc chắn là nó sẽ không như ý các bạn. Tại vì trong cái quá trình vẽ đó thì chúng ta vẫn không quyết định được xem là chúng ta muốn các nét ở đâu. Thế cho nên là ở cái bước bên phải thì mình sẽ vẽ cẩn thận và mình quyết định xem là mình muốn cái hình dáng như thế nào. Đó thì nó sẽ nhìn sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều. Cái sai lầm thứ hai đó là các bạn rất hay vẽ sai cái form của đối tượng. Thì thông thường trong một cái đối tượng hình trụ này như thế này chẳng hạn, thì khi mà đánh bóng, người ta lại rất hay đánh bóng theo cái hướng thuận tay, tức là cái hướng chéo chéo như thế này, thì nó sẽ làm cho bức tranh nhìn nó hơi phẳng một tí. Hoặc là những cái bề mặt mà nó cũng hơi mỏng, nhưng bạn sẽ chỉ vẽ một đường này thôi thì nhìn nó rất là 2D. Cách khắc phục có thể là khi mà vẽ những cái khối trụ này chẳng hạn, thì các bạn cố gắng vẽ những cái đường nó ôm quanh cái khối trụ đó, thì nó sẽ diễn tả được cái sự tròn của cái khối trụ này và cảm giác nó 3D hơn, nó đang trồi lên trên mặt giấy. Hoặc là cũng có thể thêm những cái đường thẳng dọc thì nó vẫn không phá cái form, chỉ là nên tránh những cái đường chéo tại vì nó gần như chả liên quan gì mấy. Còn những cái đối tượng nó phẳng thì các bạn có thể thêm một tí volume vào, ví dụ thêm một tí độ dày ở dưới thì nhìn cái khối nó sẽ 3D hơn. Cái sai lầm thứ ba đó là đôi khi các bạn vẽ nó hơi bị thiếu cái sự random một tí. Có thể là các nét quá là phẳng, quá là song song hoặc quá là đều nhau. Thì cái việc này nó có thể sẽ đúng với một vài cái chất liệu như kiểu thanh thép hoặc là những cái đối tượng mà do con người làm ra ấy. Nó rất là đều nhau và nó rất là hoàn hảo. Thế nhưng mà thông thường trong tự nhiên thì rất là hiếm khi mà cái chuyện đó xảy ra. Nếu như mà các bạn vẽ những cái đối tượng như là đá này hay là gỗ hay gốc cây gì đó thì rất là nên tránh những cái việc mà nó quá là đều nhau như thế này. Các bạn có thể vẽ một cái khối để làm nền, sau đó có thể dùng tẩy hoặc là thêm bớt những cái nét mới, phá đi cái hình dáng ban đầu nó để nhìn cho nó thú vị hơn, nhìn nó nhấp nhô hơn và nhìn nó tự nhiên hơn. Ngay cả những cái đường vân ở bên trong cũng nên làm tương tự như thế. Lần thứ tư đó là đôi khi chúng ta dừng lại quá sớm khiến cho bức tranh nó vẫn chưa đủ với độ chi tiết. Giả sử như một cái khối gỗ này chẳng hạn, thì các bạn thể suy nghĩ xem là khối gỗ này nó đang ở đâu, nó có những cái đặc điểm gì. Ví dụ như phần dưới này thì cắt chưa gọt lắm nên nó vẫn còn hơi lởm chởm, hoặc có thể có những cái phần đinh. Và khối gỗ thì cũng rất là hiếm khi mà đứng một mình, các bạn phải thêm cái đường của nó ở dưới những cái khối khác. Và giả sử mình đặt cái khối gỗ này trong rừng chẳng hạn, thì lại có thể thêm tiếp, ví dụ là cỏ thêm cây. Và nếu như mà cái khối gỗ này ở trong rừng thì chắc chắn là nó sẽ theo thời gian sẽ bị ẩm mốc, sẽ có rêu bám, sẽ có nấm. Thì cái đấy cũng là những cái mình có thể thêm vào. Thì đó, khi mà bạn thêm những cái chi tiết vào thì nó sẽ làm cho đối tượng nó hợp lý hơn và nó có cái độ đáng tin hơn.
5 đó là thiếu language. Về vấn đề này thì mình đã có một cái video nói khá là kỹ, xem là thêm language chỗ nào cho nó đẹp. Nhưng về cơ bản thì những chỗ nào nó ở gần mình, những cái chỗ mà các bạn muốn tập trung vào, hoặc các bạn muốn chia cắt, ví dụ như là cái khối gỗ ở trên và khối gỗ ở dưới chẳng hạn, thì các bạn có thể thêm đậm những cái nét đó. Và những cái chỗ ở xa hoặc nó không quan trọng ấy, thì các bạn có thể dùng tẩy và tẩy mờ đi, và cho nó những chỗ đấy ít chi tiết thôi, và nhấn đậm vào những cái chỗ mà các bạn muốn nhấn. Một cái tip nho nhỏ nếu như bạn muốn thêm một vài cái độ tương phản, đó là các bạn có thể sử dụng một cái cọ đen để mà tô đen những cái chỗ mà bóng đổ đậm nhất, hoặc là các bạn có thể sử dụng một cái cọ mà nó hơi sáng sáng một chút để thêm một tí đánh bóng cho cái đối tượng thì nhìn nó sẽ tập trung hơn và nhìn nó đỡ chán hơn. Nếu như bạn vẽ giấy chẳng hạn thì cũng không sao cả, các bạn hoàn toàn có thể làm những cái điều tương tự, sử dụng một cái bút mực màu đen này, hoặc là sử dụng những cái bút marker màu nước, tùy theo ý muốn các bạn. Hy vọng các bạn đã thấy video này hữu ích. Nếu các bạn muốn xem thêm những video với nội dung tương tự thì hãy bấm thêm ở đây nhé. Và đừng quên ấn nút subscribe, tại vì mình sẽ ra video mới vào chủ nhật hàng tuần. Chào các bạn!